Không để thay đăng hả? Nó biết. Có thể đi bắt được. Không để thay đăng, bỏ ra nó nặng đi. Khi bọn tin người chết đấy, người nói tai nạn. Con người đừng ngồi hạt đứng đứng dưới nó xuống đây. Bây giờ đổ thôi nha. Còn đi yên tâm là không có gì. Chắc là còn đi yên tâm lâu lắm đây. Không bị lợn còn. Nghe đến cả tuần này không. Còn hôm nay là mua một đại thịt cho xúc xích là mất 15.000. Thịt là vai, cả mỡ là xay ra là 15.000. Biết là đến Tết được 200.000 là đến 200.000 hơn. Qua như thịt bò 23. Cứ thịt xem mà đắt lên như này. Cứ mà khó lắm. Thế là bán cho con người. Nên các biết như nào để bao nhiêu để cho số lượng mua. Chính để mua hàng chất lượng. Bao nhiêu là như bà là mua mua ít thôi. Nhưng mà cái ở ngoài này nó không biết Tết bằng chung. Nên là gia chỉ có bài chung như nào thôi. Đang quay mà. Nó là thịt. Chứ ở đây nó thịt luôn rồi. À không, nó sẵn rồi. Nó lại cái gì? Nó sẵn rồi. Sẵn rồi. Nó để cả cái đùi lên trên nhà có tiếng hoặc là tôi mặn không? Để đi đông mặn không? Thịt tươi rồi. 1.000 cân thì nó vài tấn thì thế mà nói khi trận đến Tết là lợn trong trên mấy tháng nó lên được cái can ép nuôi thì cũng lớn hơn mà to để nó sử dụng và để nó ăn thịt lên ăn thịt lợn bây giờ chính là ăn thịt lợn vừa đắt mà vừa không đảm bảo nhá đang khổ cho ngày vừa lặn đến ơi rồi có cái lên nó phải ăn thịt và ăn sang trọng thì thịt cũng đều là ba ngược thịt bò cũng đổi món bò rồi từ bò ăn ra chửa khác quá kinh khủng. Đi đây đi, đây đây đi, nhận bò. Chuyển 3 tháng được thất lứa lợn, nhiều khi nó làm được cả đưa là thất lứa lợn rồi cả giá. Hôm nay còn sớm nhỉ? Cùng nhé. Hôm qua là 5 giờ nhỉ? Ba tuần là thăm chú con người đã ơi con hôm mà ba họ mới gặp đến nhiều người quê ra xong rồi đón một thằng về ừ thì mình đón con mình xong rồi mình quên bố mất không có con này đầu tiên thì đầu tiên thế là mình sẽ sáu giờ hay sáu giờ thì khi mà là họ không có ai được đón mình đón con thì mình du lịch
quay được. Lần thứ hai là mình đón là có thằng của con đấy. Đấy, thế là sau mới em quên mất. Đấy, đón con này mình chưa thành. Thì về mình cắt tóc mình là bao nhiêu tiền? Ừ, đúng thế chứ, anh không nhận ra, em tưởng là anh báo lỗi vấn đề gì mà đang sợ. Đó, không có, anh ấy nhiều chú, anh ấy có mấy chú cơ. Anh thấy không biết là chú nào thì em kể lâu không quên giọng rồi, lâu quên giọng. Có đi, anh không sợ. Sao thì đúng thế có gì nữa, anh có sợ đâu. Mấy mai kia đi, tổng kết đi, tao nằm mang lên lấy được tiền, đốt cả em làm cái gì? Ui ôi, lại nhà giàu tặng hay chưa để anh biết được. Anh đến nhà giàu lúc nào kêu nghèo, kêu khổ, kêu không có tiền hay cả đấy, nhưng mà nhà chắc thiếu gì. Vì mình lấy không khí ở ngoài nó có nhiều oxy nó đỡ một ngày. Mình chặt con này một tí nữa là lạnh lên lại cho vào. Đấy. 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 Đóng cửa tí này mình chặt cửa. Đi, tôi đi về đây. Ông một chỗ. Ông có về đây. Bye bye. Cái tóc, cái tóc. Đúng rồi. Ông gọi, tóc này của Mai đúng không? Chị Châu. Tóc, 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 tóc chị Châu. Có thể hát cái gì vậy?